anh Quân này. Đi đâu mà gọi điện thoại không nghe máy, nhắn tin không trả lời vậy, không biết nữa. Sao đây? Alo, anh Khôi hả? Chi? Anh Khôi, ba em sao rồi? Chắc là em lo lắng lắm hả? Em chỉ tập trung phụ anh Quân thôi, còn chuyện của ba mẹ em không để ý mấy. Nhưng mà nghe ba mẹ em kể là em lo lắm. Ba em không phải là người như vậy đâu. Ba em nói là chỉ nghe theo chỉ định của ba anh thôi, mà bây giờ ba anh không chịu nhận, đổ hết lỗi cho ba em. Ba em nói như vậy hả? Anh không biết sự thật như thế nào, nhưng mà anh cũng giống như em thôi. Anh buộc phải bên ba anh. Anh ngại quá. Nhưng mà em không biết là công ty sẽ xử lý như thế nào nữa. Dù gì thì ba anh cũng là con của chủ tịch. Nếu như mà ba anh chịu đứng ra nhận tội thì em nghĩ là cũng không tới nỗi nào đâu. Còn ba em chỉ một thân một mình thôi, em lo. Chuyện này không thể lấy niềm tin ra giải quyết được đâu. Chú Quang cũng đang thu thập chứng cứ. Nếu như ba em không làm gì thì sẽ không có gì phải sợ hết. Anh sẽ tìm thêm chứng cứ. Vậy nếu như có gì thì anh báo với em nha. Anh biết rồi. Mà Quân nó có gọi cho em không? Ừ, em có gọi cho ảnh nhưng mà không liên lạc được. Chắc là Quân nó đang giận lắm. Em coi chủ động liên lạc với nó đi. Đừng vì anh mà làm ảnh hưởng tình cảm của hai đứa. Người gì đâu mà kỳ cục dễ sợ luôn á. Không cho người ta có cơ hội để giải thích gì hết trơn. Em thấy lạnh hả? Để khoác áo anh đỡ đi. Chi? Ủa? Sao giờ này em lại ở đây? Em... Nè, sao anh còn dám tới đây? Một rắm là chưa đủ với anh hay sao? Thôi, cái gì vậy? Nè, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Anh đừng có nóng nảy như vậy. Em đó, trong lúc anh đang lo lắng công việc, còn em, em lén lút gặp người đàn ông khác. Em lén lút à? Em hẹn anh ta ở công ty mà anh kêu là lén lút hả? Em có chuyện nhờ anh Khôi, cho nên em mới hẹn ảnh ra đây. Em coi ảnh như là anh trai giống như anh vậy đó. Anh trai hả? Tôi không có người anh như vậy. Nè, tôi nói cho anh biết, Chi là bạn gái của tôi cấm anh gặp riêng cổ nha. Nè, anh vô lý rồi đó. Em mới là người hẹn ảnh ra đây, đã bị em làm phiền rồi, bây giờ còn bị anh chửi nữa. Ủa, em có việc mắc gì sao không tìm anh mà phải gặp riêng anh ta? Anh mới là bạn trai của em mà. Em gọi cho anh có nghe máy đâu. Anh ngang ngược quá rồi đó. Em không muốn nói chuyện với anh nữa, anh đi về đi. Quân tâm lý nó đang không ổn định, em đừng có trách nó. Thôi anh về trước, để hai đứa nói chuyện riêng nha. Nè, tôi đang vô cùng bình tĩnh. Anh đừng có giả bộ tử tế ở đây, đừng có mày khóc chuột. Em đã nói là anh đi về đi mà. Em... được rồi, là em nói đó nha. Em xin lỗi, chỉ tại em đòi gặp anh. Không sao đâu,
chưa ăn cú đấm thứ hai là may mắn lắm rồi. Anh biết tính thằng Quân mà, nó không có giận anh lâu đâu. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Anh đừng có nóng nảy như vậy. Em đó, trong lúc anh đang lo lắng công việc, còn em, em lén lút gặp người đàn ông khác. Em lén lút à? Em hẹn anh ta ở công ty mà anh kêu là lén lút hả? Em có chuyện nhờ anh Khôi cho nên em mới hẹn ảnh ra đây. Em coi ảnh như là anh trai giống như anh vậy đó. Anh trai hả? Tôi không có người anh như vậy. Alo. Chi hả? Em đang ngủ hả? Anh làm em thức hả? Ừ, tại vì hôm nay cũng có một số chuyện mệt mỏi cho nên em muốn ngủ sớm. Có gì không? Anh xin lỗi. Hôm nay anh không kiềm chế được. Nói sau đi, em mệt rồi. Nếu như mà anh không ngủ được á thì gọi điện thoại cho anh Khôi xin lỗi ảnh đi. Tại sao phải xin lỗi ảnh? Là do anh Khôi anh thích em, cho nên bây giờ anh tìm cách tiếp cận em. Tại sao anh phải xin lỗi anh? Nếu như anh cứ khăng khăng là anh đúng thì anh gọi điện thoại cho em làm gì? Em với anh Khôi hoàn toàn trong sáng không có gì hết. Anh đã có chị Hảo rồi, anh chỉ coi em như là em gái thôi. Nếu như anh cứ ghen tuông như vậy thì đừng có nói chuyện với em nữa. Chi? Chi? Hôm nay anh phải theo ba đi gặp khách hàng, rồi phải về họp dự án mới nữa. Nhưng mà bây giờ muốn gặp em quá. Anh qua chở em đi làm nha. Thôi khỏi đi, sáng nay em xin nghỉ tại vì có việc bận rồi. Có chuyện gì vậy? Có cần anh giúp không? Thôi không cần đâu. Có gì xong thì em sẽ gọi cho anh nha. Alo. Người đâu mà kỳ cục dễ sợ luôn á. Không cho người ta có cơ hội để giải thích gì hết trơn. Em thấy lạnh hả? Để khoác áo anh đỡ đi. Có khi nào cổ đi gặp anh Khôi không? Đây là tất cả dự án trọng điểm trong 6 tháng tới. Mở rộng chuỗi nhà hàng resort ở những địa điểm mới. Em không khỏe hả? Em không sao. Hình như là chị đang có chuyện gì đúng không? Lúc sáng chị thấy chị gọi cho Khôi á. Chị gọi cho Khôi? Ừ. Hình như là chuyện gì đó có liên quan tới ba của chị á. Ba Chi gặp chuyện hả? Chuyện gì vậy? Hình như ba Chi chính là người đã bán hàng hết đát ra ngoài á. Chú An đi họp về chuyện này. Sao chuyện lớn như vậy mà không ai nói cho em biết hết? Bà nội nói là chuyện này có liên quan đến gia đình của Chi, cho nên là dặn chị không được nói với em, để em tập trung vào công việc, sợ em bị phân tâm đó. Trời ơi,
Chuyện lớn như vậy mà chị cũng nói với em nữa. Rồi còn đi gặp Khôi nữa. Gọi cũng không được. Em phải đi đây. Ba. Chi? Tại sao ba em gặp chuyện như vậy mà em không nói cho anh biết? Mà em còn đi đâu với anh ta vậy? Em sẽ nói cho anh nghe sau. Ba, con biết hết chuyện rồi. Cũng may là ba không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Con nói cái gì vậy Chi? Cũng may là sao? Ba đã nói ba không có làm. Ba bị vu khống. Ba bị đuổi việc ra khỏi công ty mà cứ kêu cũng may là sao? Ba đã nói hồi xưa có thể ba là người xấu nhưng bây giờ ba là người tốt. Ba khẳng định điều đó. Cậu Khôi, cậu biết mà, chính ba cậu là người chủ mưu. Những người vu khống tôi bị đặt đều là người của ông hết. Ông ta ôm tiền hết rồi, cậu phải kêu ba cậu khai ra đi chứ. Còn nè, có thể anh ta chính là người đứng đằng sau mọi chuyện này đó. Anh giỏi với trò đâm sau lưng người khác lắm mà. Anh hoàn toàn không biết gì chuyện này hết. Anh cũng chỉ nghe theo nhân chứng mà thôi. Ê, đứng lại. Tại sao vậy? À, ba. Ba cái gì? Nè, tôi là người có văn hóa, tôi không đụng chạm tay chân. Nhưng cậu trả lời tôi biết tại sao cậu lại vu khống tôi. Tôi làm gì sai? Ba, tôi đừng có nói nữa, về nhà rồi nói. Tại sao về nhà được? Con đâu có mang nó về nhà nói được. Ở đây ba một lời, trả lời tôi biết tại sao. Chú à, con chỉ nói những gì đúng sự thật thôi. Đúng sự thật? Đúng sự thật hôm đó là phải là như vậy. Hôm đó chính cậu là người kêu tôi về trước, cậu ở lại khóa cửa đúng không? Tại sao bây giờ ở trong đó cậu nói tôi là người kêu cậu về trước hả? Cậu trả lời đi. Tại sao? Chú, mình làm thì mình nhận đi chú. Với lại chú đâu có bị bắt bồi thường hay là cái gì đâu mà chú sợ. Vậy là hên rồi đó. Hên? Có cái cục gì ông chọi nó cái. Trời ơi trời. Thôi giờ còn hên hả? Tôi không thể giúp anh được. Tôi không thể nói với những gì mà trái với đạo lý, trái với sự thật được. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Chào anh. Ê, giúp đỡ? Nè, anh là người đã mua chuột bảo vệ để vu khống chú Nam đúng không? Nè, anh hiểu lầm rồi. Anh Khôi chỉ nhờ anh ta nói tốt cho ba em thôi. Anh đã không giúp được gì thì thôi, đừng có làm rối mọi chuyện lên nữa. Anh không giúp được gì hay là em không nói với anh? Chi, em còn coi anh là bạn trai em không vậy? Anh về thôi ba. Đi. Không. Đi về. Ba qua nhà bảo vệ. Em cứ nóng nảy như vậy thì làm sao giúp ích được gì cho Chi? Bây giờ chuyện của ba Chi cũng đã xong rồi. Em coi làm lành lại với Chi đi, rồi tập trung vào công việc. Tôi không cần anh giải đời. Quân à, chú, Quân nó thiếu chín chắn, không bỏ qua nha. Dạ, chú đừng nói vậy, con không có để bụng đâu. Quân nó cứ như vậy hoài, chú thật sự không an tâm khi giao dự án lớn cho nó quản lý. Chú à, con tin Quân mà chú. Quân có năng lực, Quân thông minh, chắc chắn em ấy sẽ thành công. Chú hãy tin tưởng Quân nha chú. Ba ăn sao rồi mẹ? Tô cơm y xì. Con chưa bao giờ thấy ba buồn như vậy luôn á. Thì đó, hồi nào bây giờ đồng ý là ba con có đi lừa đảo thiệt, nhưng mà cái chuyện ăn cắp á, chưa bao giờ ba con làm cái chuyện đó. Rồi bây giờ cái chuyện mình không làm mà bị Đỗ Thừa Quang vậy, ổng vừa tức vừa ấm ức vừa mắc cỡ nhục nhã, buồn không muốn ăn uống gì hết á. Con vô dụng quá à. Thấy ba như vậy mà không có giúp ích được gì hết trơn. Con chào cô. Ủa con, ăn uống gì chưa? Để con xuống bếp dọn cơm con ăn nha. Dạ con không ăn đâu. Con qua gặp Chi một chút xíu rồi con đi. Ừ, vậy thôi hai đứa nói chuyện đi. Để cô vô phòng coi chú làm sao.
con. Tất nhiên là anh tin chú Nam rồi, nhưng mà em hiểu không, bây giờ có quá nhiều nhân chứng chống lại chú. Anh nghĩ anh Khôi là người mua chuộc những nhân chứng đó. Không có đâu, anh Khôi còn dẫn em đi gặp nhân chứng để nói tốt cho ba em nữa mà. Những chuyện đó là chỉ để làm cho em được nghi ngờ thôi. Còn anh, không bao giờ anh tin Khôi lần nào nữa đâu. Để rồi em coi, anh sẽ chứng minh cho em thấy tất cả mọi chuyện là do Khôi làm.